Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip build đội hình ngon bộ đẻ full top y nha anh em. Đây, cái đội hình này là full icon rồi. Quá tuyệt vời anh em, quá ngon rồi. Thì bây giờ mình sẽ thay thế những con top y vô ngon bộ đẻ cho anh em để mình trải nghiệm nó như thế nào. Tại mấy con này thì nhiều anh em rất có rồi. Đây, con đầu tiên là con Phil Foden. Là con là top lưu ha. Đó. Nói chung mấy con này thì những con hàng anh em rất là nhiều con em có rồi. Rất là mở rất là nhiều rồi. Thì anh em xem clip này á, thì anh em có con nào hữu dụng á, thì anh em để xài cũng được. Và nó ngon bộ lẻ ha. Đó, tiền đạo thì mình dùng con Nunez cho anh em. Có con Giroud, có con Ibomili á, thì mình không xài. Đó, thấy con Nunez thì được hơn, chỉ số ok hơn. Trong đại 2 nhưng mà chỉ số ok hơn. Con RW, có con Kulosevski. Đó, nhưng mà nó ô vào 101 thôi, hơi thấp. Thì mình cố gắng mình kiếm con nào được chút. Đây, con Gapbo nè. Con Gapbo 103 là RW, nhưng mà mình cho đá RW luôn cũng được. Đấy, tốc độ cũng khá nhanh anh em. Nhanh hơn con Kulusevski này đó. Thì tiếp tục mình sẽ là con CM thì mình có con Bellingham nè. Bellingham phiên bản top y nha anh em. Còn U top y thì mình không dùng, tại mình đang build cho anh em ngon bộ rẻ mà. Tiếp tục là con CDM thì mình sẽ dùng Kimmich nha anh em. Kimmich thì nó nhanh nhẹ hơn con Rodri. Con Rodri thì nó hơi gọi là chậm chạp, nhưng mà nó ở nhà nhiều hơn là con Kimmich. Con Kimmich thì nó ham tấn công hơn chút, nhưng mà nó nhanh nhẹ hơn. Đó, tốc độ hơn chút. Đó, anh em xem hai chỉ số ha, mình so sánh nè. Đó, thì mình thích dùng Kimmich hơn. Rodri thì nó hơi ở nhà thì ok, cũng ok cho nên nào mà thích phòng thủ chút xíu. Tiếp theo là con CM, tiếp tục mình sẽ dùng con chắc con Vavader quá. Vavader over cao hơn, tuy nó skill 3 sao nhưng mà nó over cao. Chứ thật ra thì mấy con kia cũng skill 3 sao nè. Giống như con Fernandes nè. Đây, con Fernandes cũng skill 3 sao nè. Con Rabiot nè. Rabiot cũng skill 3 sao nè. Có con Fofana là kêu 4 sao thôi, nhưng mà over 102 thôi, mình dùng Barbader tạm cũng được, không sao hết. Một con hàng cũng khá ok. Đấy, tiếp theo là con LB thì con Davy. Con Davy này thì quá ngon rồi anh em, tốc độ nhanh rồi. Một con hàng ngon bộ rẻ cho anh em, cực kỳ là ngon luôn đó. Đó. Và CB sẽ là có con Thiago Silva. Đó, hơi lùng một chút nhưng mà xài tạm thì được anh em. Nói chung là con chút ngon bộ rẻ mà anh em, chấp nhận thôi. Và có con McQueenhorst nè. Thay vì mình dùng con Militao hay là Upamecano á, 102 á, thì mình dùng con McQueenhorst cũng được anh em. Tại vì nó over cao, chỉ số nó tốt được chút. Và con RB cuối cùng là mình sẽ dùng con Hakimi 106. Một con hàng cũng có chất lượng. Hai bên cánh mình khá ngon anh em. GK nó có con Mainan. Mainan mình có Martinez. Thì mình sẽ thích con Martinez hơn nè. Martinez thì bắt được hơn anh em. Sẽ dùng con Martinez ha. Dù sao chiều cao của Martinez cũng 1.95 cũng được. Đó, thì ok anh em, mình đã build xong đội hình full top y ngon bộ rẻ cho anh em. Thật sự mấy con hàng này thì anh em đều có hết rồi, anh em mà mở rất là nhiều anh em. Đó, thì ok anh em, bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái đội hình này như thế nào ha. Thì mình nghĩ cái đội hình này đã tầm lên một em, leo lên một em là ok rồi, chơi một em thì cũng ok, tới em mốt là được, chứ leo hình rất khó anh em. Tại vì mình đã nói ngon bộ rẻ thì chỉ có giới hạn của nó thôi, chứ không phải là quá hay cho anh em, phải không? Tạm dùng ổn cho anh em thôi. Thì ok anh em, bây giờ mình vô mình trải nghiệm cái đội hình ngon bộ rẻ ha. Mình đang đá tầm một em mốt anh em, có nghĩa là mình đang đá trong cái tầm từ một em đến một em mốt á cho anh em ha. Đấy, Gapo hay lắm, Gapo. Nunez thì kêu chỉ có 3 sao anh em, thì dùng được mấy kêu gọi là heo chu heo là kêu up pay shot nè. Đó, hoặc là một số kêu khác thôi, chứ không dùng kêu Lenchen được. Hay lắm Nunez. Gapo sút không vào, một pha chút của chồng anh em cũng sờ ngang chứ, nguy hiểm, không vào. Một pha cướp bàn rất nhanh của Nunez chuyển cho Gapo và Gapo tung một cú sút chúng sờ ngang anh em, quá nguy hiểm. Và cấp Hakimi đánh đâu vào Thiago Silva anh em, tuy không cao mà nhảy rất tốt anh em. Đó anh em thấy không, tuy không cao nhưng mà nhảy khá tốt nè. Đấy, chọn một chiếc được nhảy khá tốt. Hậu vệ đã không kịp đánh đầu phản xạ rồi, tỷ số là 1-0 rồi. Hay lắm Jesus. Nhìn chung á, quan trọng là anh em biết tận dụng những cái khả năng của cầu thủ nó như thế nào thôi, chứ ngon bộ lẻ không phải là đá dở anh em. Thật sự là đá cũng được thôi, cho anh em tập tạm chơi cho anh em thôi. Thế là anh em dùng tạm, khi nào mà chờ cái anh em xuất coi là lớn một chút thì anh em đổi thôi. Đó, dùng tạm thôi. Thì anh em kiếm cái nào over cao cao chút để cho cái hồi mình nó over cao cao chút thì nó đẹp chút. Chứ thật chất nhiều lúc over cao mà đá cũng không hay lắm đâu anh em. Lựa chọn những con phù hợp thôi anh em. Đó, gọi là phù hợp.
Đó, thay vì mình dùng con Jidu hoặc là con Ibo Mili á thì mình sẽ dùng con Nunez, thấy không? Nunez cũng ok anh em, Nunez 102 thấy chỉ số rất tốt anh em. Nhìn chung với con Top Y á thì khá ok, chỉ số khá ok anh em, thật sự khá ok. Thì nhưng anh em phải chọn lọc ra một số con để anh em xài thôi. Chứ quá nhiều. Thì mình đang build cái đội hình cho anh em là build combo rẻ. Đó, cho một số anh em nào mà ít coin có thể dùng tạm. Đó. Hay lắm. Rút không được. Và đi ban của Van Vader. Đấy, Van Vader không có kill lên trên thì rất khó dùng, nhưng mà mình dùng kill không dùng kill cũng được anh, đi bình thường cũng được. Đó, đi bình thường cũng khá ok. Hay lắm. Về đi thằng lấy ban rồi. Rappo, một pha đi ban của Rappo. Rappo, chuyển vào. Đâu? Vào, đúng nét anh em, thấy chưa? Một pha trọng trí quá tốt của Nunez. Và đang từ số được 2-0 rồi. Một pha đi ban quá tuyệt vời của Rappo bên cánh phải anh em. Từ mình cánh trái cho con cánh phải luôn. Thì mình linh động anh em. Và W với là W thì mình có thể chuyển đổi hai vị trí được. Còn trận là mình linh động thôi. Thì số là 2-0 rồi anh em ơi. Một bàn thắng của Nunez. Đấy, Nunez đá cũng rất ok anh em. Tuy không có kêu ấy nhưng mà anh em chuyền chọc thì cho nó chạy chỗ là ok rồi. Đấy, Bruno Fernandes. Bruno sút vào. À, cái đội hình này thì mình đã chuyển đổi sang 4-3-3 attack anh em. Mình đã cho Bruno vô rồi. Lát nữa mình đổi lại anh em, mình quên. Đấy, mình mới đổi cho Bruno Fernandes anh em. Còn Bruno Fernandes over 105 anh em. Đấy, vừa rồi Bruno Fernandes đã ghi bàn. Mình quên. Mình trong khi mình đá chuyển sơ đồ lại rồi. Mình thấy con Runo ngon quá, mình chuyển sơ đồ 43 Aztec cho Runo đá. Thì lát nữa mình chuyển lại sơ đồ 43 Holding ha. Có Kimmich ha. Đó. Thì tỷ số là 3-0 anh em ơi. Quá tuyệt vời anh em ơi. 3-0 rồi. Thì mình cũng nói rồi, đội hình ngon bộ đệ này á thì mình chỉ đá ở mức range tầm 1M đến 1M1 thôi. Và anh em là hay lắm. Đã tốt lắm thì lên được xíu xíu thôi. Đúng không? Không vào. Một pha chuyển vào đá đầu rất tốt nhưng mà không thành công. Thì tại vì á cả lên cao thì mấy anh em trước á là over rất cao rồi, đội hình rất là ngon rồi. Cả lên cao á ít anh em là đội hình yếu lắm thật sự á. Mình đá tới đây là hay lắm rồi, đá lên một em mốt là hay lắm rồi, nên anh em phải bổ sung thêm một số con cầu thủ chất lượng để mình tiếp tục leo rank tiếp. Chứ ngon bộ lẻ thì chỉ có tạm chơi vậy thôi, mức độ thôi. Đó, thì hiệp hai các bạn đi bạn đang gọi là vô để tấn công em, không tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng vẫn chưa được. Ấy, rồi về bàn rồi. Ném biên. Một pha ném biên lỗi rồi. Bellingham, hay lắm, vẫn còn Bellingham. Capo, Capo. Bruno Fernandes. Nunez, hay lắm, một quả một tam giác anh em. Capo, vẫn là Capo. Chuyển vào. Đánh đâu? Vào. Lại là Nunez anh em, hai pha đánh đầu. Quá tốt anh em, một pha đúc cho Nunez rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Đấy, anh em thấy không? Nunez 102 anh em. Cái này là hoàn toàn là mấy con top y mình chưa có up cái rank hết anh em. Chưa up rank hết luôn đó. Mình để nguyên bản luôn em, để nguyên bản mình đá luôn. Đấy, nên anh em về up rank lên 1-2 rank này cho nó chỉ số boost thêm được một xíu anh em. Thì sau khi Nunez nâng chỉ số lên 4-0 thì đội bạn đã thoát rồi anh em. Đấy, nói chung là mình đá trận đấu này thì mình đá quá hay anh em ơi. Đội bạn đã không có một cơ hội hết, mình đã tấn công quá hay luôn. Nunez đã ghi một cú đúp rồi. Cú đúp bằng đầu nữa nè. Quá tuyệt vời. Nunez. Không được rồi. Một pha can lứt của Nunez. Vẫn còn. Không được. Bellingham. MBB. Bellingham. Pele. Phật bàn rồi. Hay lắm. Capo. Nunez. Không được rồi. Một pha chuyển quá vội của Nunez cho Phil Foden nhưng mà không thành công rồi. Bellingham. Mbappé. Hết giờ anh em. Số đấu 4-0 anh em. Trận đấu quá tuyệt vời anh em ơi. Một cú đúp của Nunez. Thấy không? Nunez 102 nhưng mà đá khá tốt này. Quan trọng là anh em mới cách khai triển khai đứa chơi như thế nào thôi. Đó, mình chuyển cho đá như thế nào thôi. Đó. Thì ok anh em, mình chờ đợi sơ đồ 43 holding cho anh em. Đó, có Kimmich cho anh em nè. Thì ok anh em, thì bây giờ mình đá trận đấu này xem như thế nào ha. Nói chung trận đấu rồi nãy thì quá hay rồi. Nói chung là khá tốt rồi. Thì mình cũng nói với anh em là mình chỉ đá mức trend tầm 1N-1M1 thôi. Đây, nên trong mức trend là 1N-1M1 anh em. Đó. Thì nếu anh em muốn đá thêm nữa thì anh em mình đá tốt một chút. Đó. Up trend lên cho mấy con này. Thì may ra anh em đá thêm được chút xíu nữa. Chứ anh em càng lên cao thì đội hình của mấy anh em khác rất là mạnh anh em. Thật sự rất là mạnh. Mình không đá lại đâu. Nó thật sự luôn đó. Cái đội hình cũng có gọi là
đánh giá một cái trận đấu nữa. Chứ thực chất đó, nó mạnh thì nó khỏe anh em, thật sự nó khỏe lắm. Còn mấy con ngon bộ rẻ thì tạm chấp nhận thôi, trong một cái mức độ nào đó thôi. Thì ok anh em, thôi mình tiếp tục trận đấu anh em ha. Để xem trận đấu này đội hình Futopi ngon bộ rẻ đá như thế nào. Thì anh em có thể coi trong đây, có thể lấy một hai con gì đó anh em cho vô đội hình mình chơi đó. Thì cho mình khuyến khích anh em lấy những con nào mà over cao nha. Đó, over cao chút xíu để cho đội hình mình nó cao chút đó, hay lắm. Gapo và tốc độ của Gapo. Gapo vẫn là Gapo. Gapo hay lắm, đi banh Gapo. Gapo mất banh rồi, qua đi banh. Đây tốc độ của Gapo bên cánh trái quen thuộc. Đến đi Nam, Gapo sút không vào đấy. Gapo một con hàng đó, tốc độ sút rất tốt này, nhưng mà over hơi thấp rồi này, mà over thấp rồi, nó một trăm chập năm trăm sáu thì khá ok rồi. Thì vào bắt đầu sút vào, lại là Thiago Silva anh em. Một cú ra chân cực kỳ nhanh anh em, một cực kỳ nhanh, bắn sống anh em ơi, sút ý như một tiền đạo luôn, quá tuyệt vời anh em ơi. Đây một pha bay người đấy, quá đẹp, một pha bắn sống quá đẹp, ý như một tiền đạo vậy. Mọi tỷ số nữa rồi, hai trận liên tiếp anh em, Thiago Silva đã ghi bàn đấy. Tuy Thiago Silva gọi là không có tốc độ lắm, nhưng mà một con hàng gọi là CB cũng khá ổn cho anh em xài trong cái phân khúc gọi là ngon bộ rẻ. Phi Foden đó là Phi Foden, thì sút Nunes không được, vẫn còn Phi Foden. Nunes sút vào, đây là Nunes em, còn đấy không phải là Nunes, còn đấy là Bellingham. Đây là Nunes đã ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0, lại là Nunes nữa. Hai trận đấu liên tiếp Nunes đã ghi bàn, thấy chưa anh em, khá bén rồi anh em. Nhìn chung là Nunes khá bén á, dứt điểm khá tốt anh em ơi. Đó, còn anh em muốn tư vấn những con hàng nào ngon bộ rẻ khác đó thì có thể bình luận ở dưới anh em, mình sẽ tư vấn cho anh em ha. Thật sự ngon bộ rẻ thì rất là nhiều, nhưng mà mình chọn lọc cho anh em một số con thôi, chứ không phải con nào cũng đưa vô này đấy. Còn anh em muốn tư vấn con khác thì ok anh em cứ bình luận ở dưới để mình có thể xem xét, mình tư vấn cho anh em ha. Đấy, Van Vader hơi lắc này. Gapo sút đi, sút không vào, hơi lắc anh em ơi, hơi lắc. Nhìn chung thì mấy cái mạng buổi tối bây giờ rất lắc anh em. Thì vào đánh đâu không vào, có lẽ là một pha đánh đầu của Nunes anh em ơi. Nunes đúng rồi, ra ngoài rồi. Thì một số anh em nhắn tin cho mình hỏi sao đá buổi tối rất lắc anh em, thì đó là một chịu anh em ơi. Thì cái cáp bây giờ vẫn đang khắc phục thôi chứ chưa có hoàn toàn nữa nè, nên là buổi tối rất là nhiều người vô, nên là cái mạng rất là lắc anh em, chấp nhận thôi chứ không muốn khắc phục được đâu. Cái đường truyền là do nhà mạng thôi, còn mình không có thể nào mà can thiệp được. Thì mình canh thời điểm, nếu mà thời điểm nào ngon thì đá thôi, mà thấy lắc quá thì anh em ngưng lại anh em ơi, ngưng lại không đá nữa, nghỉ tầm 1 tiếng 2 tiếng gì đó rồi đá tiếp, bớt người chơi á thì nó đỡ chút. Hakimi chỉ vào không được, các bạn đang cố gắng đi cánh để có những đường truyền tạt vào để đánh đầu đó, thì phải có lẽ là bạn đang dùng được tấn công không được rồi. Thủ môn Martinez có lẽ mất trận đấu vừa rồi, cũng không có hoạt động rất là nhiều, chỉ có ngồi nhà chơi trên nước thôi. Chỉ lên hay lắm, Nunes đã không đưa lại đai bài rồi. Hakimi không được, là Hakimi. Bellingham, Ronaldinho ai đây thì vào không được. Còn David cứ một vài thanh niên tấn công anh em. Ronaldinho hay lắm, David không được, mất bắn rồi, hay lắm luôn hết. Foden không được rồi, mất bắn rồi. Có lẽ hiệp 2 mình đã hơi trùng xuống anh em, đội bạn đã tấn công rất nhiều đó, mất bắn rồi. Vẫn còn Van Vader không được rồi, một đường truyền bỗng xuống cho Nunes chứ không thành công của Van Vader rồi. Hay lắm, Van Vader tiếp tục. Foden chuyển vào không được rồi. Đội bạn hiệp 2 các bạn đã chặt chẽ hơn em, áp sát hơn nên rất là khó chỉ cần tấn công. Mất bàn rồi, một pha phạm lỗi của con Davy rồi. Hakimi hay lắm, Davy Foden, Davy không được, mất bàn rồi. Một pha tấn công của Davy nhưng mà để mất bàn rồi. Hay lắm, Hakimi chuyển xuống
lại bay. Thì bao đánh đầu không được à, một vài tiền đánh đầu mình đã phá ra rồi. Có lẽ trận đấu kết thúc anh em, tỷ số 2-0 anh em, do công của Thiago Silva và Nunes. Hai trận đấu liên tiếp Nunes và Silva đã ghi bàn. Thì các anh em mình đã trải nghiệm cho anh em cái đội hình gọi là full tước y ngon bổ đẻ cho anh em. Thì anh em có thể chọn lựa một số con trong đây, một hai con gì đó để anh em ghép đội hình ha. Thì đa số anh em có nhiều con cũng ngon hơn con này rồi, thì chỉ cần lựa chọn một hai con thôi thì mình build đội hình này cho anh em thấy. Những con hàng này không phải là có những con hàng là bỏ đi đâu, nhưng mà có nhiều con hàng xài vẫn ok này, thật sự vẫn ok, thì anh em lấy một hai con như vậy thôi chứ không phải là hoàn toàn lấy hết. Mình build full như vậy để mình trải nghiệm hết đội hình này cho anh em thấy thôi đó. Thì anh em lấy một hai con nào đó anh em cho đội hình để anh ráp vô một hai con thôi, nó bộ để anh em ít coi thì xài đỡ thôi đó. Thì kêu anh em đây là clip build full top y ngon bổ đẻ cho anh em đó. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ like share cho mình nha anh em, còn anh chưa đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.